Trân trọng kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình tin tức của Sài Gòn TV trên băng tần 57.5 qua sự trình bày của Minh Châu và Đức Vượng. Thưa quý vị, hôm nay là thứ tư, 30 tháng 10 năm 2024. Và ngay sau đây, chúng tôi xin kính mời quý vị cùng theo dõi những phần tin chi tiết. Bắt đầu phần tin thế giới hôm nay là tin đến từ Tây Ban Nha. Tây Ban Nha bổ nhiệm tân đại sứ tại Argentina sau 5 tháng căng thẳng ngoại giao vào ngày 29 tháng 10, chính phủ Tây Ban Nha đã bổ nhiệm ông Joaquin Maria de Aristegui Laborde trở thành Tân đại sứ của quốc gia này tại Argentina sau các vụ tranh cãi giữa lãnh đạo của hai nước khiến cho vị trí này bị bỏ trống trong suốt năm tháng qua. Bộ Ngoại giao của hai nước cũng ra tuyên bố chung khẳng định tầm quan trọng của việc xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa hai chính phủ cũng như sự đoàn kết giữa người dân của hai nước. Hai bên cũng cam kết gia tăng quan hệ song phương nhằm đạt được lòng tin và sự tôn trọng lẫn nhau về mặt thể chế và chính trị. Tháng 5 vừa qua, chính quyền của Tây Ban Nha đã triệu hồi đại sứ tại Buenos Aires về nước để bày tỏ sự phản đối sau khi tổng thống Argentina là ông Javier Miley chỉ trích một số thành viên trong chính phủ và phu nhân của thủ tướng Tây Ban Nha đó là ông Pedro Sánchez. Sự việc này gây ra cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa hai nước. Iran, Israel đấu khẩu tại Hội đồng Bảo an. Iran, Israel cáo buộc nhau đe dọa hòa bình Trung Đông tại cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về tình hình khu vực. Đại sứ Iran tại Liên Hiệp Quốc Amir Saeed Iravani phát biểu: Hành động gây hấn từ Israel là một phần trong loạt hành động hung hăng kéo dài và không bị trừng phạt, tạo điều kiện để Israel gây bất ổn cho khu vực đại sứ iravani nói hội đồng bảo an cần lên án mạnh mẽ sự vi phạm luật pháp quốc tế kéo dài và có hệ thống của israel cũng như các hoạt động quân sự của tel aviv nhằm vào vùng lãnh thổ palestine lebanon syria và yemen ông cảnh báo rằng iran sẽ đáp trả israel nhưng nhấn mạnh tehran ưu tiên giải pháp ngoại giao đáp lại đại sứ israel danny danon nói tel aviv đã tự vệ có tính toán và phù hợp sau khi bị tehran tấn công tên lửa cáo buộc Iran đã gieo rác bạo lực, hỗn loạn và hủy diệt ở Trung Đông, không chỉ giới hạn ở biên giới của Israel mà còn đe dọa ổn định khu vực, an ninh và kinh tế thế giới. Ông Daynon kêu gọi áp lệnh trừng phạt mạnh nhằm vào Iran, ngăn nước này phát triển vũ khí nguyên tử. Cuộc họp được tổ chức theo đề nghị từ Tehran, xoay quanh cuộc tấn công trả đũa của Israel nhằm vào Iran trước đó hai ngày. Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc Linda Thomas Greenfield đã lên tiếng bảo vệ đồng minh Israel tại cuộc họp, tuyên bố Washington muốn tránh leo thang căng thẳng nhưng sẽ không do dự khi hành động để tự vệ. Trong khi đó, đại sứ nga và Trung Quốc chỉ trích Mỹ vì ủng hộ Israel. Để liên quan giữa Bắc Hàn và Nga, ngoại trưởng của Bắc Hàn đến nước Nga trong lúc có hơn 12.000 binh sĩ của Bắc Hàn tham chiến tại Ukraine. Ngoại trưởng của Bắc Hàn là bà Chu Son Hui đã rời thủ đô Bình Nhưỡng để đến thăm nước Nga. Theo hãng thông tấn KCNA vào ngày 29 tháng 10 cho hay, chuyến viếng thăm này diễn ra khi mà khối NATO cùng với Nam Hàn, Hoa Kỳ và Ukraine xác nhận việc Bắc Hàn đưa quân đội tới nước Nga, đồng thời khẳng định rằng các đơn vị quân đội của Bắc Hàn đã được đưa tới tỉnh Khớc của Nga gần biên giới với Ukraine. Theo Trung tâm Kháng chiến quốc gia của Ukraine, thì các binh sĩ Bắc Hàn hiện nay đang có mặt tại vùng khớp của Nga và họ đã bắt đầu huấn luyện tại một số địa điểm, phần lớn được đưa tới vào ban đêm. Quân đội Ukraine cho biết rằng hơn 3.000 binh sĩ Bắc Hàn đã có mặt tại khu vực tiền tuyến. Các nhân viên từ Tòa đại sứ Bắc Hàn cũng được đưa tới các địa điểm huấn luyện để trợ giúp cho việc thông dịch cũng như quan sát các quân nhân của Bắc Hàn. Quân đội của Ukraine cho biết như sau, họ không rõ khi nào binh sĩ của Bắc Hàn có thể được đưa trực tiếp tới các địa điểm chiến đấu, hoặc là thời gian huấn luyện của các binh sĩ Bắc Hàn sẽ kéo dài trong bao lâu. Trước đó, giới tình báo của Ukraine cho biết như sau, phía Nga đã vận chuyển các binh sĩ của Bắc Hàn tới khu vực tiền tuyến bằng những chiếc xe tải mang biển số dân sự. Tổng thống của Ukraine là ông Volodymyr Zelensky cho rằng, binh sĩ của Bắc Hàn có thể sẽ bước vào chiến trường chống lại Ukraine chỉ trong vài ngày sắp tới đây. Nga tố trinh sát cơ Mỹ áp sát tiêm kích Su-35 Một máy bay PA Poseidon của Mỹ áp sát nguy hiểm tiêm kích Su-35 nước này ở vùng biển ngoài khơi Syria, nơi lực lượng quân sự hai nước hiện diện. Theo tuyên bố của ông Oleg Inasuk, phó giám đốc trung tâm hòa giải các bên tham chiến tại Syria của Nga, Viên chức Nga cho biết phi công Su-35 của Nga đã thể hiện trình độ chuyên nghiệp cao, áp dụng biện pháp cần thiết để không xảy ra va chạm với trinh sát cơ Mỹ. Ignacio còn cáo buộc nhiều máy bay của liên quân do Mỹ dẫn đầu đã vi phạm không phận Syria tại khu vực Altan tổng cộng 11 lần. Mỹ thường xuyên hoạt động PA Poseidon ở Syria, chưa bình luận về thông tin. Nga điều động lực lượng tới Syria từ năm 2015 theo đề nghị của Tổng thống Bashar al-Assad nhằm hỗ trợ quân đội chính phủ nước này chống phiến quân nhà nước Hồi giáo ISIS tự xưng và các nhóm nổi dậy. Sau khi ISIS bị đánh bại, Nga vẫn duy trì một phần lực lượng tại Syria và trên thực tế kiểm soát không phận quốc gia Trung Đông này. Mỹ cũng điều động lực lượng trong liên quân quốc tế chống ISIS ở Syria. Quân đội Mỹ hiện duy trì khoảng 900 lính ở nhiều căn cứ tại Syria, nhằm ngăn chặn ISIS trỗi dậy, cũng như bảo vệ các cơ sở dầu mỏ do đồng minh người Kurd kiểm soát. Syria và Nga cáo buộc Mỹ điều động bất hợp pháp quân đội tại quốc gia Trung Đông, còn ngũ giác đài tuyên bố quân đội Mỹ chỉ rời đi khi ISIS hoàn toàn bị xóa sổ và các lực lượng đồng minh của họ ở Syria được bảo vệ. Một trung tâm huấn luyện đặc biệt của Chechnya bị tấn công Người đứng đầu trung tâm này là ông Ramzan Kadyrov cho hay máy bay không người lái đã lao trúng một tòa nhà trong khuôn viên của trung tâm huấn luyện các binh sĩ đặc nhiệm ở Gudermes gây ra một vụ hỏa hoạn nhưng không có ai bị thương và đám cháy đã được dập tắt. Hoạt động tại trung tâm huấn luyện này không bị gián đoạn và công tác giảng dạy vẫn được diễn ra một cách bình thường. Ông Kadyrov cho hay, theo một số trang mạng Telegram của Nga thì đây là lần đầu tiên một căn cứ tại Chechnya bị tấn công kể từ khi chiến sự xảy ra. Giới hữu trách của Nga chưa cáo buộc bên nào đã thực hiện vụ tấn công này. Trung tâm Gudermes đã huấn luyện hơn 19.000 binh sĩ tình nguyện tham gia quân đội Nga kể từ khi Nga đem quân xâm lược Ukraine. Tổng thống Nga là ông Putin đã từng tới thăm căn cứ này trong chuyến đi tới Chechnya hồi tháng 8 năm nay. Ông Kadyrov cho hay Chechnya đã đưa hơn 47.000 binh sĩ tham gia cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, trong đó có số lính tình nguyện nói trên. Các đơn vị dưới quyền ông Kadyrov từng tham gia nhiều chiến dịch, trong đó có đợt tấn công nhắm vào thủ đô Kiev và thành phố Mariupol các nhân viên điệp vụ của Chechnya đã từng thu nhận khoảng 3.000 cựu binh sĩ của lực lượng Wagner và nhận định rằng đây là bước tiến quan trọng để gia tăng hiệu quả cho các hoạt động cũng như giữ vững năng lực quốc phòng của Nga. Ông Ramzan Kadyrov là con trai của ông Akbar Kadyrov, là người từng giữ chức tổng thống của Chechnya cho tới khi ông này bị ám sát trong một vụ đánh bom hồi tháng 5 năm 2004. Ông được đánh giá là đồng minh thân cận của Tổng thống Nga trong suốt hơn 20 năm và ủng hộ mạnh mẽ cuộc xâm lược của Nga tại Ukraine. Brazil yêu cầu các mạng xã hội bồi thường hơn 500 triệu Mỹ Kim. Brazil đã đệ đơn kiện các nền tảng mạng xã hội TikTok, Kawai và Meta yêu cầu bồi thường hơn 500 triệu Mỹ Kim và cáo buộc các nền tảng này không có biện pháp bảo vệ hiệu quả để ngăn trẻ vị thành niên lạm dụng mạng xã hội vụ kiện dựa trên một loạt nghiên cứu về thiệt hại có thể xảy ra do sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội không được giám sát đặc biệt là đối với trẻ em và thanh thiếu niên trong đơn kiện cơ quan phòng vệ tập thể brazil đề nghị tòa án brazil yêu cầu các nền tảng mạng xã hội thiết lập các cơ chế bảo vệ dữ liệu rõ ràng và đưa ra cảnh báo về những rủi ro đối với sức khỏe tâm thần của trẻ vị thành niên do nghiện mạng xã hội Luật sư Lilian Salgado, một trong những nguyên đơn, nhấn mạnh sự cần thiết phải điều chỉnh cách thức hoạt động của các thuật toán trong việc gợi ý nội dung nhằm giảm thiểu trẻ em và thanh thiếu niên tiếp xúc với những nội dung độc hại. Bà Salgado nhấn mạnh những thay đổi này là cần thiết để tạo ra một trải nghiệm an toàn và lành mạnh cho thanh thiếu niên, tương tự như những biện pháp đã được áp dụng ở các nước phát triển. Quy định quản lý mạng xã hội đã trở thành chủ đề nóng tại Brazil, quốc gia lớn nhất trong Mỹ Latin sau vụ kiện kéo dài nhiều tháng giữa chủ sở hữu nền tảng mạng xã hội Ex-Elon Musk và thẩm phán toán tối cao Brazil khiến công ty này phải nộp phạt. Số người từ Việt Nam nhập lậu vào Anh quốc vẫn tăng nhanh. Một ký sự điều tra công phu của đài BBC vào ngày 29 tháng 10 vừa qua gồm các cuộc phỏng vấn từ các nạn nhân đến những kẻ môi giới và cả những giới chức của chính phủ, hé lộ ra một đường dây buôn người từ Việt Nam tới Anh Quốc. Số người từ Việt Nam tìm cách nhập lậu vào Anh Quốc qua các tổ chức buôn người tăng vọt từ 1.306 người trong suốt năm 2013 lên tới con số là 2.248 người chỉ trong vòng nửa đầu năm nay. Hai phương cách nhập lậu phổ biến đó là ẩn nấp trên những chiếc xe tải bít bùng rồi qua phà vào Anh Quốc hoặc là chen chúc nhau trên những chiếc xuồng cao su từ bờ biển của nước Pháp để nhập lậu vào Anh Quốc nếu không bị cảnh sát bắt giữ. Còn nếu chẳng may bị bắt thì họ còn sống. Nếu không, họ còn có thể chết vì bị dẫm đạp trên những chiếc xuồng hoặc là bị chết đuối nếu bị rớt xuống biển hay là bị chết ngộp trong các trong những chiếc xe tải bít bùng bị thiếu không khí, nếu nhập lậu vào Anh quốc trên những chiếc xuồng cao su nhỏ bé thì những người này phải đi vòng qua một số quốc gia châu Âu, phổ biến là đi tới Hungary với những giấy tờ giả mạo. Nhiều cuộc điều tra của chính phủ Anh quốc cho thấy người Việt Nam chiếm tỷ lệ nhiều nhất trong số các sắc dân nhập lậu vào Anh quốc đến từ Trung Đông, châu Á và châu Phi dư luận vẫn chưa quên vụ 39 người Việt Nam gồm 8 phụ nữ bị chết ngộp trong thùng hàng bịt kín của một chiếc xe tải hồi tháng 10 năm 2019. Và người ta tìm thấy chiếc xe này đậu tại một bãi xe ở Asset, chở những người nhập cư Việt Nam nhập lậu vào Anh Quốc. Sự việc này không những rúng động dư luận tại Việt Nam mà còn làm bàn hoàng dư luận trên khắp thế giới. Và kính thức quý vị, sau đây là phần tin Hoa Kỳ. Ông Trump không đã động về buổi vận động gây tranh cãi ở New York trong sự kiện mới. Trong bài phát biểu vừa diễn ra ở tư dinh Mar-a-Lago, cựu tổng thống Trump không nhắc gì tới phản ứng của công chúng về trò đùa của diễn viên hài Tony Hinchcliffe. Trong đó, anh ta gọi vùng lãnh thổ Puerto Rico là hòn đảo rác rưỡi nổi lên bình tại cuộc vận động gần đây của ông ở quảng trường Madison, thành phố New York. Ông Trump nói với ABC News rằng ông không quen Tony Hinchcliffe và nói rằng ai đó đã đưa anh ta lên bục phát biểu. Thay vào đó, ông Trump tiếp tục chỉ trích bà Harris không trả lời bất kỳ câu hỏi nào từ giới truyền thông và chỉ trích một số đảng viên dân chủ đã so sánh cuộc biểu tình của ông với Đức Quốc xã. Trong khi đó, chiến dịch tranh cử của bà Harris đã đưa ra kế hoạch nhằm xây dựng lại và hỗ trợ vùng lãnh thổ Puerto Rico phát triển, nhưng không hứa sẽ công nhận hòn đảo này thành tiểu bang thứ 51 của Mỹ. Các nghệ sĩ người Puerto Rico là Bad Bunny, Jennifer Lopez và Ricky Martin đã lên tiếng ủng hộ bà Harris sau phát ngôn của diễn viên hài tại sự kiện của ông Trump ở New York. Con gái của cựu tổng thống Bush tuyên bố ủng hộ cho bà Kamala Harris. Bà Barbara Pierce Bush là con gái của cựu tổng thống George W. Bush đã ủng hộ cho Phó Tổng thống Kamala Harris và dành ra một phần cuối tuần để vận động tranh cử cho đảng Dân Chủ tại tiểu bang Pennsylvania. Tạp chí People đưa tin, bà Bush nói như sau, tôi hy vọng họ sẽ đưa đất nước của chúng ta tiến lên và bảo vệ cho quyền của phụ nữ. Bà Barbara Bush, năm nay 42 tuổi, từng nói rằng bà không xác định bà thuộc đảng phái nào cựu tổng thống George W. Bush và cựu đệ nhất phu nhân Laura Bush sẽ không đưa ra bất kỳ sự ủng hộ nào công khai trong cuộc chạy đua tổng thống vào năm nay. Phát ngôn viên của văn phòng cựu tổng thống Bush đã nói với đài NBC News vào đầu tháng trước như trên. Trong khi đó, cựu phó tổng thống của ông Bush là ông Dick Cheney đã công khai ủng hộ chiến dịch của bà Kamala Harris và con gái của ông là cựu dân biểu Liz Cheney cũng đã vận động cùng với bà Harris trong tiến trình chuẩn bị cho cuộc bầu cử vào tuần tới. Bà Cheney đã ca ngợi tuyên bố ủng hộ bà Kamala Harris của bà Barbara Bush. Giới tỷ phú công nghệ làm thân với ông Trump trước ngày bầu cử, nhiều lãnh đạo một số công ty công nghệ hàng đầu nước Mỹ đã tìm cách hàng gắn mối quan hệ với cựu tổng thống Trump khi chỉ còn chưa tới 10 ngày nữa là đến ngày bầu cử chính thức. Vào tuần trước, cựu tổng thống Trump và tổng giám đốc Apple Tim Cook đã trò chuyện về các vấn đề pháp lý đang diễn ra của nhà sản xuất điện thoại iPhone tại châu Âu. Cùng thời điểm đó, Tổng giám đốc Google Sundar Pichai đã gọi điện cho ông Trump và trò chuyện xoay quanh việc vị cựu tổng thống gần đây bán thức ăn nhanh tại cửa hàng McDonald's ở tiểu bang Pennsylvania. Google và Apple hiện phải đối mặt với nhiều thách thức pháp lý khi Liên minh châu Âu đã phạt hai công ty này hàng tỷ Mỹ Kim vì cáo buộc trốn thuế. Ông Trump, ứng viên tổng thống của đảng Cộng Hòa cho biết, ông đã thảo luận về các phán quyết pháp lý trên với ông Tim Cook, đồng thời nhấn mạnh tương lai của Apple sẽ thay đổi nếu ông thắng cử vào tháng 11. Ông Trump cũng có cuộc trò chuyện với tỷ phú Jeff Bezos, nhà sáng lập Amazon và ông Andy Jassy, tổng giám đốc đương nhiệm của tập đoàn này. Mới đây, hai tờ báo lớn ở Mỹ là Los Angeles Times và The Washington Post lần đầu tiên trong nhiều năm không ủng hộ bất kỳ ứng viên tổng thống nào, được cho là do sự ngăn cản của ông chủ hai tờ báo này, chủ sở hữu Los Angeles Times là ông Patrick Soon-Shiong, còn Washington Post thuộc sở hữu của tỷ phú Jeff Bezos. Quyết định trên đã khiến một số biên tập viên hàng đầu tại hai tờ báo từ chức để phản đối. Ông Steve Bannon là cựu cố vấn cho ông Donald Trump ra tù trước ngày bầu cử. Ông Steve Bannon từng là cố vấn cho cựu tổng thống Donald Trump đã được phóng thích khỏi nhà tù vào ngày hôm qua 29 tháng 10. Ông Bannon được thả ra sau 3 giờ sáng. Ông cho biết thêm rằng ông dự tính sẽ thực hiện một buổi podcast do ông chủ sự vào buổi sáng. Sau đó, ông sẽ tổ chức một cuộc họp báo tại thành phố New York vào buổi chiều. Ông Steve Bannon tái xuất trước giới truyền thông khi chỉ còn đúng một tuần nữa là diễn ra ngày bầu cử tại Hoa Kỳ. Đồng thời, ông cũng tổ chức một cuộc họp báo đầu tiên theo lịch trình diễn ra chỉ vài giờ đồng hồ sau khi ông được ra tù. Ông mãn hạn tù với mức án là 4 tháng tù giam cùng với 6.500 Mỹ kim tiền phạt. Ông bị kết án hai tội danh bất tuân mệnh lệnh từ Quốc hội Hoa Kỳ vì đã không tuân thủ lệnh triệu tập liên can tới cuộc bạo loạn tại vào ngày 6 tháng 1 năm 2021 tại Điện Capitol. Mặc dù bản án của ông được thực thi vào tháng 10 năm 2022, nhưng một vị thẩm phán của tòa sơ thẩm vẫn đồng ý đình hoãn án tù trong lúc ông Steve Bannon kháng cáo Quyết định này được Tòa Phúc Thẩm Liên bang giữ nguyên cho tới tháng 5 năm 2024, và từ đó cho tới nay, ông Steve thụ án tại một nhà tù liên bang ở Danbury của tiểu bang Connecticut. Trước khi phải ngồi tù, ông Steve Bannon từng nói với viên chủ sự chương trình This Week của đài ABC News là ông Jonathan Carr như sau – Ông không hối hận khi bất tuân lệnh triệu tập do Ủy ban Hạ viện Hoa Kỳ yêu cầu vào ngày 6 tây tháng 1. Lợi dụng lỗ hổng Chase Bank để rút tiền, nhiều người nay phải trả lại. Hàng loạt khách hàng từng bị tố cáo âm mưu lấy ngân phiếu giả để rút tiền thật từ các máy ATM của nhà băng Chase Bank gây xôn xao trên TikTok vào mùa hè vừa qua, nay cần phải chuẩn bị tinh thần trả tiền lại cho nhà băng này. Những người này đã tự viết ngân phiếu rồi lập tức rút tiền trước khi nhà băng báo tài khoản của họ không có đủ tiền. Thông thường, nhà băng tuân theo tiêu chuẩn trong lĩnh vực tài chính là đưa cho khách hàng một khoản tiền trong bất kỳ tấm ngân phiếu nào trước khi thanh toán toàn bộ số tiền. Tuy nhiên, một lỗ hỏng tạm thời vô tình tạo kẻ hở cho phép khách hàng rút nhiều tiền hơn mức thông thường trước khi nhà băng thanh toán ngân phiếu. Hiện thời, Chase Bank đang kiện 4 khách hàng bị cáo buộc nợ gần 662.000 Mỹ Kim. Theo bốn vụ kiện do JP Morgan Chase Bank, công ty chủ quản Chase Bank đệ trình tại ba tòa án liên bang. Trong cả bốn trường hợp, Chase Bank cho biết họ liên lạc với các bị cáo, yêu cầu họ trả lại tiền đã rút cùng với tất cả các khoản lệ phí liên quan. Tuy nhiên cho tới nay các bị cáo vẫn chưa có động tĩnh gì và nhà băng cho biết hành động này vi phạm thỏa thuận tiền gửi mà khách hàng phải ký cam kết khi mở tài khoản. Ngoài việc trả lại các khoản tiền bất hợp pháp, Chase Bank còn yêu cầu các bị cáo trả luôn cả các khoản lệ phí pháp lý, cũng như các chi phí khác liên quan tới các vụ kiện cáo. Có tới 44 chiếc trực thăng quân sự của Hoa Kỳ bị hư hại vì mưa dông. Ngũ giác đài xác nhận 44 chiếc trực thăng quân sự bị mưa to làm hư hỏng tại căn cứ Carson ở tiểu bang Colorado hồi tháng 8 vừa qua, với chi phí sửa chữa ít nhất là 29 triệu Mỹ Kim. Tuy nhiên, chưa rõ đây có phải là tổng số thiệt hại mà trận mưa dông gây ra hay không, cũng như lực lượng bộ binh Hoa Kỳ có lấy kinh phí từ nguồn khác hay là không. Giới truyền thông Hoa Kỳ cho biết rằng trận mưa dông tấn công khu vực Colorado Springs của tiểu bang Colorado vào ngày 1 tháng 8 có sức gió giật lên tới 86 cây số một giờ. Đại tá Nicholas Flores là chỉ huy của lữ đoàn tác chiến số 4 thuộc Bộ binh Hoa Kỳ nói rằng đơn vị này chịu thiệt hại đáng kể trong trận mưa dông nhưng không ghi nhận thương vong chưa rõ sự việc này tác động thế nào đến khung của những chiếc trực thăng hình ảnh tại chỗ cho thấy một số chiếc máy bay bị gió mạnh quật đổ nghiêng khiến cho cánh quạt bị cong lên hoặc bị gãy hoàn toàn những giá treo vũ khí và cánh đuôi của một số chiếc máy bay dường như cũng bị hư hại không rõ lữ đoàn số 4 vận hành bao nhiêu chiếc trực thăng vào thời điểm mà trận dông bão xảy ra. Theo tài liệu của Ngũ Giác Đài, một lữ đoàn tác chiến không tiêu chuẩn của Bộ binh Hoa Kỳ có 48 chiếc trực thăng tấn công, 38 chiếc vận tải đa dụng, 12 chiếc máy bay trực thăng tìm kiếm cứu nạn và 12 chiếc trực thăng vận tải hạng nạn. Trong năm tài khóa 2024, Bộ binh Hoa Kỳ đã ghi nhận số lượng đáng kể tai nạn liên quan tới lực lượng tác chiến trên không trung và ghi nhận tới 12 vụ tai nạn khiến cho 10 người thiệt mạng trong vòng 6 tháng. Trong năm tài khóa 2023, lực lượng Bộ binh Hoa Kỳ cũng đã ghi nhận 9 tai nạn thuộc nhóm A là mức cao nhất trong thang đánh giá sự thiệt hại của quân đội Hoa Kỳ. Tỷ lệ đau tim đang ngày càng gia tăng ở giới trẻ trong năm 2019, chỉ có 0,3% lượng người trưởng thành tại Mỹ phải chịu những cơn đau tim, theo dữ liệu từ Trung tâm Thống kê Y tế Quốc gia. Tuy nhiên, con số đó đã tăng thành 0,5% vào năm ngoái, tương đương mức tăng hơn 66%. Dù các cơn đau tim vẫn diễn ra nhiều hơn ở nhóm người lớn tuổi, dữ liệu cho thấy tỷ lệ ở mọi nhóm tuổi khác đã giảm kể từ năm 2019, trừ nhóm người trẻ, một nhóm trước đây có rất ít nguy cơ bị các biến chứng hay bệnh về tim mạch điều này khiến các bác sĩ nhà khoa học vẫn đang tìm hiểu nguyên nhân cho tới khi chưa có đáp án rõ ràng chúng ta cũng cần biết về một số xu hướng có thể đóng vai trò nhất định gây ra hiện tượng này các chuyên gia nghi ngờ rằng sức khỏe tim mạch của thế hệ trẻ có thể bị ảnh hưởng nhiều hơn so với các thế hệ trước do bệnh béo phì và thói quen ăn uống không lành mạnh. Giáo sư tim mạch tại cedars Sinai, tiến sĩ Noel Berry cho rằng người trẻ đã lớn lên với chế độ ăn uống đầy thực phẩm dầu calories nhưng ít chất dinh dưỡng và khi trưởng thành họ vẫn duy trì thói quen không lành mạnh này. Ngoài ra, theo một nghiên cứu, trong hai năm đầu của đại dịch COVID, số ca tử vong do đau tim ở những người từ 25 đến 44 tuổi đã tăng 30% so với dự đoán. Nghiên cứu khác cho thấy cứ 100 người ở Mỹ thì có 4 người phát triển triệu chứng liên quan đến tim trong vòng 1 năm kể từ khi họ khỏi bệnh COVID. Thói quen hút thuốc, thuốc lá điện tử cũng làm tăng nguy cơ đau tim. Stress, căng thẳng, chu kỳ kinh nguyệt và hoạt động của hormone cũng làm tăng khả năng bị đau tim ở phụ nữ. Từ năm 1995 đến 2014, tỷ lệ nhập viện vì đau tim ở phụ nữ trong độ tuổi 35 đến 54 đã tăng từ 21 lên 31%. Thưa quý vị, sau đây là phần tin Á Châu. Một chiếc xe hơi lao vào một trường tiểu học ở Melbourne của nước Úc. Vào ngày hôm qua 29 tháng 10, một chiếc xe hơi đã đụng xuyên qua hàng rào của một trường tiểu học ở Melbourne, khiến cho một trẻ em tử vong và bốn em khác bị thương nặng. Cơ quan cứu nạn khẩn cấp đã được gọi đến trường tiểu học Auburn South ở Hawthorne East sau khi có thông báo về tai nạn này. Nữ tài xế 40 tuổi đã bị bắt giữ Cảnh sát cho hay chiếc xe đang chạy dọc theo phố Burgess thì bị lạc tay lái và lao qua hàng rào gần với sân thể thao của trường tiểu học nói trên. Chiếc xe tiếp tục lao vào khu bàn ghế nơi có 5 em học sinh đang ngồi. Hai bé gái 11 tuổi, một bé gái 10 tuổi và một bé trai 10 tuổi đã được đưa tới bệnh viện trong tình trạng bị thương rất nặng. Một bé trai 11 tuổi khác được đưa tới bệnh viện trong tình trạng rất nguy kịch sau đó em này không qua khỏi. Nữ tài xế 40 tuổi nói trên là cư dân của Hawthorne East đã bị bắt giữ để được thẩm vấn. Người này đang chở một em bé là học sinh tiểu học trên xe khi tai nạn xảy ra, nhưng may mắn là đứa bé này không bị thương. Thanh tra cảnh sát có tên là Victoria Craig McVoy cho biết như sau, tài xế đã cố gắng quay đầu xe trước khi tai nạn xảy ra và dường như đây là một tai nạn đáng tiếc. Iran muốn tăng gấp 3 ngân sách quốc phòng giữa nguy cơ Israel tiếp tục tấn công. Chính phủ Iran đề nghị tăng ngân sách quốc phòng lên gấp 3 lần trong lúc căng thẳng giữa nước này và Israel leo thang sau hàng loạt vụ tập kích ăn miếng trả miếng. Khoản chi bổ sung nằm trong đề nghị ngân sách mà chính phủ Iran trình lên quốc hội phê duyệt, dự kiến quá trình này hoàn tất vào tháng 3 năm 2025. Phát ngôn viên chính phủ Iran Fatemeh Mohajerani thông công bố thêm chi tiết liên quan và cũng không công bố số liệu về ngân sách quốc phòng của nước này. Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Stockholm có trụ sở tại Thụy Điển, ngân sách quốc phòng của Iran trong năm 2023 là khoảng 10,3 tỷ Mỹ Kim. Iran lên kế hoạch bổ sung ngân sách quốc phòng trong lúc căng thẳng giữa nước này và Israel tăng nhiệt sau loạt trận tập kết ăn miếng trả miếng lẫn nhau Iran đã phóng gần 200 tên lửa vào Israel để trả đũa cho cái chết của thủ lĩnh hai nhóm vũ trang đồng minh là Hamas và Hezbollah. Lực lượng phòng vệ Israel sau đó tấn công một số cơ sở quân sự và trận địa phòng không của Iran để đáp trả vụ phóng tên lửa hồi đầu tháng 10. Tehran nói rằng bốn binh sĩ thiệt mạng và một số hệ thống radar bị hư hại. Giới chức Iran tuyên bố sẽ sử dụng mọi phương tiện có sẵn để đáp trả trận oanh tạc của Israel. Nhiều quốc gia như Mỹ, Pháp, Đức đã kêu gọi Tehran không trả đũa để xuống thang căng thẳng. Vâng, tiếp theo phần tin Hoa Kỳ. Giám đốc cơ quan CIA hiến kế để xây dựng thỏa thuận ngưng bán mới ở giải Gaza. Theo các hãng tin như là Reuters, Sputnik và Asia, trích dẫn lời các viên chức của Do Thái cho hay, giám đốc của cơ quan CIA Hoa Kỳ là ông William Burns đã đưa ra một thỏa thuận ngưng bắn kéo dài 28 ngày tại giải Gaza trong đó phe Hamas phải trả tự do cho 8 con tin. Để đổi lại thì phía Do Thái sẽ thả hàng chục tù nhân người Palestine. Ông William Burns đã thảo luận về ý tưởng này trong một cuộc họp vào ngày 27 tháng 10 với những người đồng cấp của Do Thái và Qatar. Tuy nhiên, văn phòng Thủ tướng Do Thái khẳng định họ chưa nhận được lời đề nghị ngưng bắn nào kéo dài 48 giờ đồng hồ ở giải Gaza để đổi lấy việc thả con tin và tuyên bố nếu có lời đề nghị như thế thì ông sẽ chấp nhận ngay lập tức. Người đứng đầu cơ quan tình báo Mozart của Do Thái là ông David Bania đã thảo luận với các nhà hòa giải ở Qatar về một kế hoạch mới nhằm đạt được thỏa thuận về một giải pháp ở giải Gaza và thả con tin, trong đó tính đến cả các đề nghị trước đây cũng như các đề nghị mới liên quan tới thực tế diễn biến trong khu vực Trung Đông. Phụ nữ Trung Quốc bị gọi điện thúc giục sinh con Chính phủ Trung Quốc đã yêu cầu chính quyền các địa phương huy động nhân viên xã hội nhằm liên lạc với những người phụ nữ ở trên địa bàn và thúc giục họ mang thai. Hoang, một bà mẹ 35 tuổi, có một con trai hiện đang sống ở tỉnh Phúc Kiến, cho biết gần đây cô đã nhận được một cuộc gọi của nhân viên xã hội Cô cho biết nhân viên xã hội quá nhiệt tình, thậm chí còn hỏi về thời điểm có kinh nguyệt gần đây và đề nghị được gọi điện nhắc nhở khi đến thời điểm thích hợp để thụ thai đứa con tiếp theo. Hoàng chỉ là một trong số hàng chục ngàn phụ nữ Trung Quốc trong độ tuổi sinh đẻ đang bị thúc giục sinh con. Không riêng gì Hoàng, nhiều phụ nữ Trung Quốc cho biết họ từ chối sinh con hoặc có thêm con vì không có tiền, không có thời gian và không có sức lực để sinh con khi còn bận tâm lo toan nhiều việc. Theo Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Dân số Trung Quốc, năm 2022, tỷ lệ sinh của nước này giảm xuống còn 1,09, trong khi tỷ lệ sinh chung ở Thượng Hải, một trong những thành phố giàu có nhất Trung Quốc, đã giảm xuống còn 0,6 vào năm 2023. Các chuyên gia cảnh báo nếu tỷ lệ sinh của Trung Quốc vẫn tiếp tục giảm, có nguy cơ làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân khẩu học của nước này. Mới đây chính phủ Trung Quốc cũng đã đưa ra một loạt chính sách hỗ trợ sinh nở mới. Theo đó đề ra 13 biện pháp bao gồm tăng cường các dịch vụ hỗ trợ sinh nở, mở rộng hệ thống chăm sóc trẻ em, tăng cường hỗ trợ về giáo dục, nhà ở và việc làm. Nhà sáng lập công ty BYD Dance của Trung Cộng được xem là giàu nhất tại quốc gia này. Tạp chí Heron vừa công bố danh sách thường niên lần thứ 26 xếp hạng những người giàu nhất tại Trung Cộng. Theo đó, ông Giang Minh là người sáng lập công ty ByteDance là công ty chính của TikTok, dẫn đầu với số tài sản lên tới 49 tỷ 300 triệu Mỹ Kim. Ông là người thứ 18 từng giữ vị trí này trong danh sách của tạp chí Heron. Bất chấp cuộc chiến pháp lý với việc kinh doanh tại Hoa Kỳ, thì doanh thu toàn cầu của công ty ByteDance năm ngoái vẫn tăng 30% lên tới 110 tỷ Mỹ Kim. Kế đến là Chủ tịch hãng đồ uống Nongfu Spring năm nay bị rớt xuống vị trí thứ nhì khi số tài sản của ông giảm tới 24% tương đương 17 tỷ Mỹ kim. Đứng thứ ba trong danh sách của tạp chí Heron là nhà sáng lập Tencent Pony với 44.4 tỷ Mỹ kim. Còn Colin Huang là nhà sáng lập công ty PDD Holding bị rớt xuống một bậc và xếp hạng thứ tư trong năm nay với số tài sản là 34 tỷ 500 triệu Mỹ kim. Mặc dù vậy, hai thị trường thương mại điện tử giá rẻ của công ty này đó là Pinduoduo và Temu vẫn tăng trưởng một cách ổn định. Năm nay, số tỷ phú tại Trung cộng giảm 142 người, chỉ còn lại 753 người. So với mức đỉnh điểm của năm 2021 thì số người sở hữu số tài sản lên tới hàng tỷ mỹ kim tại quốc gia này giảm hơn 30%. Mức giảm mạnh nhất vào năm nay đến từ lĩnh vực bất động sản và năng lượng mới. Các tỷ phú của ngành điện tử tiêu dùng và ngành kỹ thuật tiền số ghi nhận tài sản tăng mạnh nhất. Là Jun là ông chủ của Xiaomi có thêm 5 tỷ mỹ kim so với hồi năm ngoái lên tới 18.3 tỷ mỹ kim. Còn Changpeng Zhao là nhà sáng lập thị trường tiền điện tử lớn nhất thế giới đó là Binance. Thậm chí chứng kiến tài sản của ông tăng lên tới 12 tỷ 600 triệu mỹ kim. Các trường y được tự quyết định cho phép sinh viên nghỉ học tại Nam Hàn. Theo hãng tin Yonhap ngày 29 tháng 10, Bộ Giáo dục Nam Hàn cho phép các trường y tự quyết định có cho sinh viên nghỉ học theo nguyện vọng hay không. Bộ trưởng Giáo dục Lee Chu Ho công bố quyết định trên trong cuộc họp với các hiệu trưởng từ 40 trường đại học. Trường y vì phần lớn sinh viên y khoa trên toàn quốc tiếp tục tẩy chay đến lớp trong nhiều tháng qua khi chính phủ tăng chỉ tiêu tuyển sinh y khoa thêm khoảng 1.500 suất bắt đầu vào năm tới. Quyết định này nhằm tạo cơ hội khuyến khích sinh viên quay trở lại trường để các lớp học có thể hoạt động bình thường như trước. Trước đó Bộ Giáo dục Nam Hàn duy trì quan điểm rằng việc cấp phép cho sinh viên nghỉ học chỉ được chấp thuận với điều kiện họ phải quay trở lại trường vào năm sau. Tuy nhiên, hiệu trưởng các trường đại học đã kêu gọi chính phủ cho phép họ được cho phép nghỉ học không kèm theo điều kiện vì không có dấu hiệu nào cho thấy những sinh viên nghỉ học sẽ sớm trở lại trường. Vâng, tiếp theo phần tin Á Châu. Indonesia và Nga chuẩn bị cuộc tập trận hải quân chung tại Đông Java. Lực lượng hải quân của Nga và Indonesia sẽ thực hiện cuộc tập trận chung từ ngày 4 cho tới ngày 8 tháng 11 tại thủ phủ Surabaya của tỉnh Đông Java. Cuộc tập trận này mang tên Oruda là sự kết hợp giữa từ Oro, tức là đại bàng trong tiếng Nga và từ Garuda, tức là biểu tượng quốc gia của Indonesia phát biểu trong buổi họp báo gần đây đại sứ nga tại indonesia là ông sergei tochenov đã xác nhận việc hải quân của nga và indonesia sẽ có cuộc tập trận chung nếu nói trên đây là hoạt động hợp tác quốc phòng thường lệ giữa hai nước ông tochenov nhấn mạnh mục tiêu của cuộc tập trận lần này đó là gia tăng khả năng phòng thủ của hai nước cũng như tìm cơ hội hợp tác trong tương lai Cuộc tập trận này là một phần của sự hợp tác song phương và không nhằm chống lại bất cứ quốc gia nào. Cũng theo ông Tochenov, thì sự hợp tác giữa Nga với nước ngoài trong lĩnh vực quân sự hoặc là kỹ thuật chỉ là một phần bình thường trong mối quan hệ hợp tác giữa các nước. Ngoài nước Nga, thì Indonesia cũng tổ chức các cuộc tập trận chung với nhiều quân đội nước ngoài khác. Đại sứ Nga cho biết thêm sẽ có hai nhóm tàu di chuyển từ quốc gia này đến quân cảng Surabaya Nhóm đầu tiên sẽ bao gồm ba chiếc tàu hộ vệ COVID đến từ Indonesia từ đầu tháng 11 và nhóm thứ nhì sẽ đến quốc gia này sau đó vài ngày. Trong khi đó, hãng thông tấn quốc gia Atara của Indonesia chỉ dẫn lời người đứng đầu cơ quan thông tin hải quân của quốc gia này, đó là đô đốc Asanta Wahana, cho hay trong cuộc tập trận nói trên thì hải quân của quốc gia này sẽ đưa một số vũ khí quan trọng tới trong đó có một chiếc khinh hạm có tên là Gusti Naguna Rai và chiếc tàu hộ vệ France Kaisepo 368 cùng với chiếc trực thăng chống tàu ngầm AS 565 MB. Cảm ơn quý vị khán thính giả với những làn sóng của Đài Sài Gòn TV và sau đây là phần tin Việt Nam tâm hồn người Việt đã vượt biên bị thao túng bởi Facebook, YouTube, TikTok. Đó là phát biểu của ông Bùi Hoài Sơn, ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục, đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội khi bàn về luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi liên quan đến lĩnh vực văn hóa hôm 29 tháng 10. Báo Tuổi trẻ dẫn lời ông Sơn bày tỏ mối lo ngại cho nền văn hóa Việt Nam khi chứng kiến hiện tượng nhập siêu văn hóa và bị ảnh hưởng tiêu cực từ phim, nhạc lối sống và cả suy nghĩ của ngoại quốc đang gặm nhấm, tàn phá tâm hồn người Việt Nam. Cũng theo ông Sơn, dù có nhiều cố gắng, nhiều thành tựu, nhưng Việt Nam không nên lạc quan tếu về sự phát triển văn hóa. Ông này cho rằng Việt Nam đang chứng kiến sự xâm lăng văn hóa, nhập siêu văn hóa và rất cần một sự chấn dân khí vì một kỷ nguyên vương mình của dân tộc. Vì thế, rất cần ủng hộ khuyến khích có những sản phẩm văn hóa của người Việt Nam. Từ những suy luận trên, ông Sơn mong muốn chính phủ tạo các điều kiện để phát triển văn hóa, trong đó thuế không thể trở thành rào cản. Đồng quan điểm với ông Sơn, bà Trần Thị Thu Đông, đoàn đại biểu Quốc hội bạc Liêu đề nghị giữ nguyên mức thuế 5% như quy định hiện hành, không tăng lên 10% về việc áp dụng mức thuế suất cho các hoạt động văn hóa, triển lãm thể thao, biểu diễn nghệ thuật, sản xuất phim, nhập cảnh, phát hành phim và chiếu phim. Tổ chức Nhân quyền của Canada kêu gọi trừng phạt 14 viên chức Cộng sản Việt Nam. Trung tâm Nhân quyền Raoul Wadenberg vừa kêu gọi chính phủ Canada phải áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 14 viên chức và hai cơ quan chính phủ Việt Nam do vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, bao gồm việc đàn áp xuyên quốc gia. Danh sách này bao gồm các viên chức cao cấp, các viên chức cấp trung và cấp thấp thuộc nhiều cấp độ khác nhau, đặc biệt là trong bộ công an cũng như ngành tư pháp đã vi phạm nhân quyền trắng trợn. Theo bà Kimberly Lance, điều phối viên của trung tâm này cho biết như trên. Trung tâm nhân quyền Raoul Wallerberg cho hay họ phối hợp với tổ chức nhân quyền BPSOS ở tiểu bang Virginia của Hoa Kỳ để gửi đề nghị trừng phạt này lên chính phủ Canada. Ông Nguyễn Đình Thắng là chủ tịch của tổ chức BPSOS chia sẻ như sau: Ông đã đề nghị chế tài lực lượng cảnh sát cơ động chính là lực lượng đã tấn công vào đồng tâm, bắn chết cụ Lê Đình Quỳnh và đàn áp đẫm máu rất nhiều vụ biểu tình khác. Báo cáo nêu bật những hành vi vi phạm nghiêm trọng, bao gồm giết hại và giam giữ tùy tiện, đàn áp xuyên quốc gia, tra tấn và đàn áp các quyền tự do căn bản tại Việt Nam. Đào hầm dài hơn 300 mét, lắp hàng chục lớp cửa sắt để lập sới bạc Công an tỉnh Lạng Sơn vừa triệt phá sới bạc quy mô lớn với hệ thống đường hầm dài hơn 300 mét, lắp hàng chục lớp cửa sắt và có camera giám sát, cảnh giới hiện đại. Trước đó, Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện tụ điểm đánh bạc hoạt động tinh vi tại nhà của đối tượng Lạc Văn Liễm, 52 tuổi. Ngôi nhà này được trang bị hệ thống tường rào dây thép gai bao quanh, lối vào khu vực đánh bạc được thiết kế xây dựng các tuyến đường hầm dài hơn 300 mét với hàng chục lớp cửa sắt kiên cố, hai bên là tường gạch bê tông chắc chắn. Phía trên được gia cố bằng các thanh sắt có hệ thống camera giám sát được kết nối đến màn hình và bố trí người theo dõi, cảnh giới để phục vụ tổ chức đánh bạc, đối phó với nhà chức trách. Công an đã bắt giữ 13 nam và 19 nữ hiện cư trú tại các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Bắc Giang và Hải Dương, trong lúc những người này đang sát phạt nhau bằng tiền mặt dưới hình thức chơi sóc dĩa. Tại hiện trường, công an thu giữ hàng ngàn mỹ kim tiền mặt, 29 điện thoại di động, hai xe hơi cùng nhiều công cụ, phương tiện khác phục vụ việc đánh bạc. Bước đầu nhóm nghi phạm khai nhận đường dây đánh bạc này do Trương Văn Thế, 40 tuổi, đứng ra tổ chức. Công an tỉnh Lạng Sơn đang mở rộng điều tra vụ án. Vẫn tiếp theo phần tin Việt Nam. Dự án đường hỏa xa ở Hà Nội chậm xây dựng 16 năm và tổng số vốn tăng thêm hơn 600 triệu mỹ kim. Tuyến Hỏa Sa nối liền khu đô thị Nam Thăng Long tới Thượng Đình được chấp thuận đầu tư từ năm 2008, thế nhưng cho tới nay vẫn chưa được xây dựng. Mới đây, Giám đốc thành phố Hà Nội lại đề nghị điều chỉnh dự án này, theo đó tăng thêm tổng số vốn đầu tư là 600 triệu Mỹ Kim, tức là trở thành hơn 1 tỷ 400 triệu Mỹ Kim. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thì dự án này dự kiến sẽ vay vốn ưu đãi của tổ chức STEP từ chính phủ Nhật Bản để đầu tư xây dựng với điều kiện là tổ chức này sẽ là nhà thầu chính của dự án và kết hợp với các công ty của Nhật Bản hoặc là liên doanh giữa công ty Nhật Bản và Việt Nam. Đến năm 2007, Hà Nội đề nghị tách tuyến đường này thành hai phần và sẽ xây dựng thành hai giai đoạn. Tuyến hỏa xa nối liền giữa đô thị Nam Thăng Long và Thượng Đình theo quy định sẽ được đầu tư kéo dài tới phi trường quốc tế Nội Bài, nâng tổng chiều dài của toàn tuyến hỏa xa này lên tới khoảng 47 cây số. 17 lần nhận hối lộ, cựu bí thư tỉnh Bắc Ninh hầu tòa Ngày 29 tháng 10, tòa án tỉnh Bắc Ninh đã đưa ra xét xử 13 bị cáo trong vụ án gian lận, xấu gói thầu cung cấp thiết bị y tế cho 6 bệnh viện tuyến huyện của tỉnh này liên quan đến bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, chủ tịch công ty EIC, hiện đang bỏ trốn. Theo báo Thanh Niên, trong số cựu lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh bị truy tố trong vụ án này về tội nhận hối lộ, có ông Nguyễn Nhân Chiến, cựu bí thư tỉnh ủy, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn tiếp tục bị đưa ra xét xử vắng mặt về tội đưa hối lộ. Báo VN Express cho hay vụ án khởi nguồn khi tỉnh Bắc Ninh cho sửa chữa, xây dựng mới 6 bệnh viện đa khoa với tổng vốn 19,6 triệu mỹ kim từ ngân sách nhà nước, tức tiền thuế của người dân. Năm 2013 các bệnh viện đã xây xong nhưng phần lớn vốn đã dùng hết vào xây dựng nên thiếu tiền để mua sắm, lắp đặt trang thiết bị y tế. Khoảng giữa năm 2013, ông Lã Tuấn Hưng, Phó tổng giám đốc cổng công ty Sông Hồng đã đề nghị với ông Chiến được tiếp tục thực hiện các dự án dở dang trên bằng cách xin vốn trái phiếu chính phủ bổ sung. Đổi lại, nhóm công ty Sông Hồng được trúng các gói thầu mua sắm thiết bị y tế của 6 bệnh viện đa khoa tuyến huyện. Ông Chiến đồng ý, sau đó bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn cũng đề nghị được hỗ trợ xin nguồn vốn bổ sung cho tỉnh Bắc Ninh. Điều kiện bà Nhàn đưa ra giống nhóm công ty Sông Hồng. Cơ quan điều tra cáo buộc từ năm 2013 đến năm 2020, ông Nguyễn Nhân Chiến vì động cơ vụ lợi đã 17 lần nhận hối lộ qua cảm ơn tổng cộng hơn 550.000 Mỹ Kim dùng để chi tiêu cá nhân. Địa điểm giao nhận tiền hầu hết ở phòng làm việc của ông Chiến tại trụ sở ủy ban tỉnh và tỉnh ủy Bắc Ninh dưới hình thức quà biếu. Ông Chiến được biết đã nộp lại gần 400.000 Mỹ Kim để khắc phục hậu quả. Thưa quý vị, sau đây là phần tin địa phương. Hai người bị kết tội cướp có vũ trang khi nhắm vào một nhân viên mật vụ của Hoa Kỳ ở miền Nam California. Hai người đàn ông đã bị kết tội và một người thứ ba đã nhận tội liên quan tới vụ cướp có vũ trang nhắm vào một nhân viên mật vụ Hoa Kỳ đang nghỉ làm ở quận Cam hồi đầu năm nay. Vụ cướp xảy ra gần ngã tư đường Shoreland và đường West Drive trong khu dân cư Thurston Fields, các công tố viên thuộc văn phòng biện lý quận Cam cho biết như sau. Nhân viên mật vụ liên bang không rõ danh tính đang trở về từ một buổi gây quỹ ở thành phố Los Angeles, nơi mà Tổng thống Joe Biden có mặt, thì bị tên cướp có tên là Jamon Johnson, 32 tuổi, giật chiếc túi có đựng laptop và chĩa súng đe dọa người này. Nhân viên điệp vụ nói trên đã bắn trả nhiều phát súng trong đó ít nhất một phát trúng nghi phạm thứ nhì có tên là Belgian Bell, 38 tuổi, khi đó tên này đang ở trong một chiếc xe SUV. Trong khi chạy trở lại xe thì tên cướp Johnson đã đánh rơi khẩu súng và sau đó bị sở cảnh sát thành phố Thurston thu hồi. Điện thoại di động, radio, laptop cũng như các vận dụng khác bị đánh cắp của nhân viên đặc vụ nói trên đã được thu hồi cũng tại khu vực này sau khi những tên cướp này bao gồm cả Danway Dawson, 21 tuổi, vứt lại trong lúc trốn thoát Tên cướp thứ nhì có tên là Bell, sau đó được biết là đã được điều trị vết thương do đạn bắn tại bệnh viện ở Los Angeles Người này đã nhận tội cướp cấp độ 2 vào tháng 7 vừa qua và bị kết án 6 năm tù giam Tên cướp Johnson bị bắt giữ vào ngày 11 tháng 7 tại Riverside và đã bị bộ thẩm đoàn kết tội với một tội danh cướp cấp độ 2 và hai tội danh tăng nặng về việc sử dụng vũ khí cá nhân. Tên cướp này phải đối mặt với mức án tối đa là 35 năm tù giam tại nhà tù tiểu bang. Còn tên cướp thứ ba là Dawson đã bị kết tội với một tội danh cướp cấp độ 2 và một tội danh tăng nặng về việc mang theo vũ khí trong khi phạm tội người này sẽ phải đối mặt với mức án tối đa là 6 năm tù giam tại nhà tù tiểu bang và dự kiến sẽ bị kết án vào ngày 10 tây tháng 1 năm sau. Hai xe cảnh sát Bonaparte tông nhau khi tiếp ứng bắt nghi can. Hai cảnh sát viên Bonaparte đang hồi phục trong bệnh viện sau một vụ rượt đuổi nghi can ở Anaheim. Ban đầu, một cuộc rượt đuổi nghi can diễn ra khi nghi can chạy từ Bonaparte qua Anaheim rồi bị cảnh sát bắt ở đường đèo. Nghi can chống cự nên cảnh sát gọi tiếp viện. Xe cảnh sát tiếp ứng chạy nhanh tới địa điểm ở đường đeo nhưng tông vào nhau, khiến cho hai cảnh sát viên bị thương phải vào bệnh viện. Nghi càng bị bắt và cũng được đưa vào bệnh viện chữa trị thương tích. Vâng, tiếp theo phần tin địa phương, nạn nhân bị đụng xe chết ở khu vực Lido Sài Gòn là một người gốc Việt. Cảnh sát vẫn đang truy lùng một tài xế của chiếc xe đụng thiệt mạng một người đàn ông ở Lido Sài Gòn vào buổi tối thứ hai vừa qua, 21 tháng 10, nhưng tài xế này đã bỏ chạy. Tai nạn xảy ra ở góc đường Westminster và đường Yorkie thuộc thành phố Westminster và tai nạn được thông báo với cảnh sát lúc 10 giờ 18 phút tối. Khi cảnh sát đến nơi, nạn nhân đã tử vong tại chỗ. Nạn nhân được nhận diện là ông Hoàng Xuân Trần, 58 tuổi, là một người vô gia cư. Theo cơ quan giảo nghiệm tử thi quận Cam cho hay, Nhân chứng nhìn thấy một chiếc xe đời mới màu sậm chạy về hướng đông trên đường Westminster rồi mất dạng. Và kính thưa quý vị, sau đây là bản tin cuối. Cãi nhau thanh niên bị bắn chết ở Diamond Bar. Một thanh niên bị bắn chết do cãi nhau với nghi can. Báo mạng mynewsla.com đưa tin hôm 29 tháng 10. Khoảng 6 giờ sáng, cảnh sát tới đường Pathfinder gần xa lộ 57 sau khi nhận được tin báo có người bị bắn. Sở Cảnh sát Los Angeles County và Cảnh sát tiểu bang California cho biết Cơ quan giám nghiệm tử thi Los Angeles County nhận diện nạn nhân là anh Nicholas Moody, 26 tuổi, cư dân Apple Valley. Khi tới đó, cảnh sát thấy anh Moody bị thương do bị bắn đang nằm trên xe. Mặc dù chưa rõ tình huống anh Moody bị bắn, giới chức tin rằng anh cãi nhau với nghi can và có lẽ vì vậy mà nghi can đã nổ súng. Anh Moody lái xe khỏi hiện trường, chạy đường Pathfinder hướng tây, nhưng do bị thương anh lạc tay lái và tông vào bức tường bê tông trên xa lộ 57. Anh Moody được công bố thiệt mạng tại đó. Lúc xảy ra vụ nổ súng, có người đi chung xe với anh Moody, nhưng người đó không bị thương. Nghi can tẩu thoát khỏi hiện trường bằng xe SUV màu trắng. Kính thưa quý vị, vừa rồi chương trình tin tức của Sài Gòn TV trên băng tầng 57.5 qua sự diễn bài của Minh Châu và Đức Vượng. Chúng tôi xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Quý vị có thể xem lại các chương trình của Sài Gòn TV trên Vietchannels app, trên Youtube hoặc trên Facebook ở địa chỉ Sài Gòn TV 57.5 và xin kính chúc quý vị một ngày mới bình an xin kính chào tạm biệt